Nó cũng khá là khó khăn tại vì đây là lần đầu tiên mà mình và anh Dương đạo diễn tự kiếm nhà sản xuất. Còn đây là lần đầu tiên mình thực sự mình bỏ thời gian với công sức ra để cùng với đội sản xuất để làm ra MV cho riêng mình. Nếu mà nó lên ven thì nó mới giả. Còn nếu nó không lên ven thì ok, thì chắc cắt ở đây tí. Nhưng mà nếu thế nó không đúng hướng sáng ấy. Chỉ là tao lào có nghiên cứu, tao chỉ làm nhạc căng. Tao không quan tâm phim hay cao, phim hay thấp. Đây, mình là quay phim của dự án này. Nhiệm vụ của mình là đưa mọi người lên hình. Còn cậu em này chính là người cha mẹ ở đây. Xe đạp ơi, đạp càng nhanh càng tốt nha. Ok nhạc, xích lô, xe đạp, máy. Nghe rất là to tát nhưng mà cậu em này rất là cùi bắp ở trong set này. Rồi ok, mình chơi thật nhá. Xe đạp đi sát nhau một chút nhá. Rồi ok, xe đạp. Kiểu mình nghe nhạc thì mình tưởng tượng ra MV trước. Thế là đấy là cái MV mà mình sẽ có, mình đi xích lô ở giữa, xong anh em Last Fight ở xung quanh sẽ freestyle, xong cypher các thứ. Thì trong đầu mình lúc mà mình nghe cái beat này phát thì mình chỉ nhìn ra hình ảnh đấy thôi. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua. Tao đi một năm họ tự coi bay, bay xuống đi anh, bay xuống đi. Anh lòn đầu căn ngòi. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ dân tổ này vào múa. Anh em dưới sân đi kiểu chân đi càng cua. Xích lô phải đạp sẵn này, vào đây xích lô phải đạp rồi này. Xích lô vào đây mới bắt đầu đạp là quá chậm. Tao lào có nghiên cứu, tao chả làm gì tự nhiên là tao chỉ view. Thằng đi truyền thông, thằng truyền hình chính thống. Thằng quan hệ fake dù phớt để làm ăn. Tao chả làm gì cho tự ra một. Cái khu tập thể đấy, nó ra cái vibe Hà Nội nó rất là rõ. Và đồng thời là kiểu khi mình mặc cái quần áo của anh em văn hóa freestyle hip hop dancer ấy thì nó sẽ ra được cái văn hóa của hip hop Hà Nội mà mình hay sống. Bác sĩ Điệp khi tao đọc cơ sô, một tay nắn cuộc sống, một tay bán hạt đỗ, xong xuôi tao về chỗ bắt ra một alo. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ dân tổ nhảy vào múa. Anh em dưới sân đi kiểu chân như căng cua. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ dân tổ nhảy vào múa. Anh em dưới sân đi kiểu tiến vào một tí nữa, tiến vào một tí cơ sở. Cú này cho tất cả cùng quay mặt vào thì sao? Thái trai quay. Chặt đá. Nếu mày nhận beat nên thì Lady Gaga mặc váy thì bỏ mà diss tao ngồi xem ở hàng gà. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ dân tổ nhảy vòng múa. À, mọi người thấy đấy là hiện tại mình đang ở cái sân bay. Đúng rồi, rồi lùi xuống một tí, lùi xuống một tí, lùi. Đúng rồi đấy. Cái số tiền của anh đạo diễn trả tiền tôi đủ để thay điện thoại. Tôi đang dùng iPhone 6. Chiều nay mình sẽ quay những cái cảnh ở sân bay trực thăng. Trong đó có một set máy bay trực thăng và một set ô tô. Đó. Thì xe máy bay trực thăng thì mình cũng như set 1 mình cũng sẽ tôn hình ảnh của anh em Dancer Last Fight lên. Anh em Dancer Last Fight thì khác với set đầu tiên thì set này anh em Last Fight có bài biên đạo. Đó, mọi người sẽ nhảy đều và sẽ nhảy xung quanh mình. Và mình rất muốn điều đấy nó xảy ra vì MV này chủ đề chính là anh em của mình.
đặc biệt là Las Paiku. Đúng thế, chính xác là như thế. Chính xác, chính xác luôn. Mệt lắm rồi. Rất là mệt luôn. MV tôi nghĩ là tôi đầu tư nhất cho bản thân mình từ trước đến giờ. Chờ đi, nó thật tuyệt vời. Tôi thì nói thật là tôi tính tôi là không hay promote nhạc, nhưng mà thôi, đây là công sức không chỉ của riêng tôi mà của rất rất nhiều người xung quanh tôi, của anh em của tôi, của Dương Phim các thứ thôi. Kiểu ekip mọi người bỏ công ra rất nhiều nên là vì mọi người tôi sẽ promote bài này. Bên kia đường đua, tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ, dân tổ nhảy vào mùa. Anh em dưới sân đi kiểu chân như căng cua. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ, dân tổ nhảy vào mùa. Anh em dưới sân đi kiểu chân như căng cua. Tôn trọng tất cả nhưng không thần tượng ai. Sao nhạc mày chán lại đi một lượt like. Chỉ là tao láo có nghiên cứu. Tao chả làm gì tự nhiên nhạc toàn triệu view. Thằng thì truyền thông, thằng truyền hình chính thống. Thằng quan hệ fake dù phốt để làm ăn. Tao chả làm gì chuyên tự ra một đống. Tao chỉ làm nhạc căng. Tao không quan tâm phê mai cao phê mai thấp. Có người chụp follow, tao coi anh em thật. Chị em trong nhà tao toàn người đầy sức sống. Họ vừa sống tình cảm lại vừa thích lắc mông. Ok, xong rồi đấy. Ok, okay. Okay. Bây giờ là gần 12 giờ rồi. Và bọn tôi đã on set được khoảng 19 tiếng. 19 tiếng. 19 tiếng on set. Xong rồi các bạn ạ. Thế là xong rồi. Xong rồi, xong rồi. Xong rồi. Tôi khá là thỏa mãn với buổi quay hôm nay và tôi sẽ cố gắng về nhà để final được cái sản phẩm tốt nhất có thể. Mùng 3 Tết nha. Hẹn các bạn nha. À, mùng 3 Tết nha, càng cua MV mùng 3 Tết. Và rất cảm ơn nhà tài trợ và tôi cũng vô cùng biết ơn vì cơ hội này. Tôi cũng cảm ơn nhà tài trợ luôn. Đây là con MV tôi thực sự tuyệt vời luôn các bạn ạ. Thế xin cảm ơn, xin cảm ơn. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ, dân tổ nhảy vào múa. Anh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ, dân tổ nhảy vào múa. Anh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua.